Marine Omega 3 Nu Skin có thực sự hiệu quả không? Cùng với em xem feedback chia sẻ trải nghiệm thực tế từ các khách hàng tại Nu 88 nhé! Marine Omega được chiết xuất từ dầu nhuyễn thể krill và dầu cá tinh khiết chứa các chất béo omega 3 quan trọng bao gồm là EPA và DHA. Đây là loại axit béo thiết yếu không thể tự tổng hợp trong cơ thể và cần được cung cấp từ nguồn thực phẩm bên ngoài hoặc là thực phẩm bổ sung các chị ạ. Và cái lọ Marine Omega này nó được sản xuất bởi công ty dược Firmenex, tập đoàn Nu Skin của Mỹ đã có mặt tại 54 quốc gia và được thành lập năm 1984 với 39 năm kinh nghiệm và với quy trình công nghệ 6S độc quyền bao gồm là không chứa hàm lượng độc tố, không chứa chất gây ô nhiễm, không chứa kim loại nặng có hại nên là các chị yên tâm là nó hoàn toàn an toàn và có thể sử dụng liên tục, không cần nghỉ như là các loại dầu cá thông thường. Và ở trong cái lọ Marine Omega này thì mình sẽ thấy là cái viên Omega 3 này nó sẽ nổi bật với rất là nhiều những cái công dụng đã được nhiều bác sĩ, huấn luyện viên sức khỏe, ví dụ như là chị Minh Minh này, bác sĩ Tuấn hay là bác sĩ Trang đã chia sẻ. Đầu tiên là nó sẽ rất là tốt cho tim mạch của chúng ta. Thứ hai đó là Omega 3 còn có lợi cho gan. Tiếp theo là nó sẽ cung cấp cho chúng ta một cái dưỡng chất cho não bộ và mắt để giúp tăng cường trí nhớ, mắt sáng hơn. Omega 3 còn hỗ trợ rất tốt cho làn da của chúng ta, giúp da sáng hơn, đàn hồi hơn. Và thứ năm đó là các chị yên tâm là nó sẽ có thể tăng cường lại các nội tiết tố, giúp tóc cũng như là móng của mình chắc khỏe hơn. Thứ sáu là nó sẽ giúp cải thiện các vấn đề về xương khớp, giúp giảm viêm. Và không những thế đâu, Omega 3 còn cải thiện giấc ngủ của chúng ta để giúp cho chúng ta có một giấc ngủ sâu và ngon hơn. Thứ tám đó là Omega 3 còn giúp chống lão hóa, cải thiện các nếp nhăn nữa. Và cuối cùng đó là gì? Đó là nó sẽ giúp cho các chị có thể cải thiện được cái tâm trạng, giảm stress, cũng đồng thời với đó chính là tăng cường hệ miễn dịch và phòng ngừa ung thư nữa. Và để khẳng định thêm một lần nữa là cái hộp Marine Omega này có thực sự hiệu quả với người dùng hay không thì bây giờ em sẽ show cho các anh chị một vài những cái feedback từ khách hàng đã sử dụng bên em để các anh chị có thể hoàn toàn yên tâm về lựa chọn của mình ạ. Đây, ví dụ như là có một khách hàng đã chia sẻ với bên em rằng là sản phẩm dùng rất ok nhé shop, uống hết một hộp là thấy da sáng hẳn lên, đang dùng hộp thứ hai. Và cũng có những cái câu hỏi đặt ra là uống cái này thì có phải nghỉ không? Và ở bên em thì cũng đã giải đáp chi tiết việc là mình có sử dụng cái hộp này thường xuyên được hay không, thì các chị có thể xem lại các video đó. Hay là chị Bích Huyền thì cũng có chia sẻ đó chính là nội tiết cảm nhận cải thiện rõ rệt luôn, da sáng hơn. Đó là thêm một feedback là mình thấy là da của các chị sáng hơn rất là nhiều. Đặc biệt là trong những cái thời tiết mùa hè này, da của chúng ta sẽ rất là dễ bị tổn thương. Thế nên là các chị mùa hè lúc nào cũng sẽ tìm những cái sản phẩm làm thế nào để da của mình có thể sáng hơn, đúng không ạ? Vậy thì sử dụng Marine Omega 3 chính là một lựa chọn rất là tốt cho các chị. Ngoài ra thì cũng có một vài những cái feedback nói về là hàng chị trách chính hãng này, hạn sử dụng dài, có phiếu kiểm định của Bộ Y tế, nhân viên phục vụ tận tình, chị rất là ưng ý. Hay là bên cạnh đó thì là mình dùng sản phẩm Omega 3 của Nu 88 đã được 8 tháng rồi, chất lượng tuyệt vời và mọi người cũng nên thử và cảm nhận. Dịch vụ giao và chăm sóc khách hàng thì tuyệt vời. Hay là qua thời gian sử dụng, làn da chị sáng hồng, nám giảm rõ rệt hay là sức khỏe đã cải thiện tốt hơn này, không mệt mỏi, xương khớp linh hoạt, không đau, không ê, chu kỳ phụ nữ đều đặn, tổng thể là rất là ok. Những cái này là hoàn toàn là những feedback từ khách hàng bên em đã gọi là feedback lại với Nu 88 sau quá trình sử dụng. Nên là các chị hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng, về sản phẩm cũng như là chăm sóc khách hàng bên em, thì gọi là những cái gì mà bọn em chia sẻ sẽ là những thứ mà các chị có thể yên tâm trong quá trình sử dụng. Và Nu 88 cũng cam kết rằng là nếu như các anh chị phát hiện ra bất cứ một vấn đề gì thì hãy liên hệ với bên em. Và từ những gì mà em chia sẻ trong video này thì các chị có thể thấy là rất là nhiều những chị em phản hồi tích cực về sản phẩm bên em rồi, đúng không ạ? Và nếu như là các chị cũng đang muốn nâng cao sức khỏe, cải thiện làn da hay là nội tiết tố của bản thân mình thì hãy nhanh tay inbox cho Nu 88 hoặc là comment sale 88 để nhận full thông tin chương trình sale của Marine Omega 3. Đó, các chị khác đã sử dụng, vậy thì tại sao mình lại còn chần chừ gì mà không sử dụng ngay, đúng không ạ? Và Nu 88 đang có chương trình mua 1 tặng 5, mua 2 tặng 8 quà mà giá chỉ có hơn 1 triệu đồng thôi. Vừa mua được sản phẩm chính hãng, vừa săn được giá rẻ thì quá là hời luôn, đúng không ạ? Các chị hãy nhanh tay bấm nút gửi tin nhắn ở phía bên dưới để được bên em hỗ trợ và tư vấn kịp thời cho các anh chị nhé.